Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn hò đi cả nhà ơi. Chúng ta sẽ ghép những người mình ghép trong cuộc sống này lại với nhau để đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay hẹn hò đó có kết quả như thế nào? Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Dạ, cháu Hoa, hai mối tình ạ. Hai mối với đàn ông hay đàn bà? Dạ, đàn bà. Phụ nữ chứ không phải đàn bà. Phụ nữ chứ không phải đàn bà. Giờ mình muốn có người yêu với tiêu chuẩn ra sao? Cao từ 1m6 trở lên. Không quá mập mà cũng không quá gầy. Rồi có gương mặt ưa nhìn. Làm cái mặt ưa nhìn coi. Nó ưa nhìn nhìn mắt. Có ổng rồi. Có với lại có nụ cười tươi nữa. Tươi? Tươi. Nó cười một cái mắt cười liền. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Rồi mời em gái ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên chào anh Quỳnh Linh trước. Dạ em. Chào tất cả mọi người ở đây ạ. Chào mọi người bên kia ạ. Em tên là Vương Sang. Em năm nay 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là làm logistics chuyên về mảng kho vận. Quê em ở An Giang. Bây giờ em đang làm ở đâu? Dạ, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thành phố Hồ Chí Minh làm ở quận nào? Dạ, quận 11. Mời nhà gái. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thu Hằng ạ, năm nay em 27 tuổi, quê em ở Huế ạ. Hiện tại em đang là nhân viên kế toán của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang sinh sống ở đâu? Sống tại quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình em sống với ai? Dạ, em sống với chị gái ạ. Bây giờ mình nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là ra đường nam tính vì nhà nữ tính. Ra đường nam tính vì nhà nữ tính. À gì, cái gì? Ra đường nam tính về nhà nữ tính. Về nhà nữ tính là sao? À cái này được à? Là ra đường là mạnh mẽ, đàn ông này kia. Đúng rồi. Về nhà nữ tính là mình mai giá này kia. Mai giá theo quét nhà. Mai giá theo hồ đâu được không? Không, không được, thiêu không được. Mai giá được ha. Mai giá được. Rửa chén rửa bát, quét nhà, giặt quần áo cho con bú, vân vân, được hết. Không, chưa đúng không? Không, chưa đúng không? Chưa đúng không? Thí dụ này nữa có con cũng cho con bú được luôn đúng không? Dạ được. Không. Không. Sao cơ bú được anh? Không được. Cho bú bệnh à. Trời ơi, hai đứa con tôi cho bú suốt cái chứ có gì đâu. Được á, về nhà ngoài nữ đường tính nam được. Tính về nhà nữ tính. Hết hồn, tưởng đâu đi ra đường mặc đồ vest về nhà máu đậm hết hồn luôn á. Lật đật chạy qua liền. Có chứ, tôi cũng tính là bận áo vest hồng đây mà chương trình không cho. Em thích màu hồng lắm hả? Yêu màu hồng ghét sự dây ối chị. Yêu màu hồng ghét sự dây ối chị. Vậy hả? Trời ơi. Được. Màu hồng bây giờ là sử dụng trong tất cả các loại trang phục của nam luôn, cho nên là dễ thương. Ở nhà là bàn chải răng nè, khăn tắm, khăn mặt này kia, giường này kia, ra rối mền thì màu hồng hết. Trời ơi. Mẹ mua cho không á, chứ lại mấy anh chị tặng nữa. Kiểm tra là giới tính thôi. Kiểm tra là giới tính thôi. Đàn ông thiệt chị. Đàn ông thiệt chị. Đàn ông không? Thích con gái hay thích con trai? Mê con gái, thích luôn. Mê con gái, nhưng mà vẫn mê màu hồng. Lỡ bạn gái cũng mê màu hồng rồi giành với em thì sao? Chung mà sao giành được? Em đổi qua màu tím. Màu tím cũng đẹp, tím mộng mơ. Tôi chết cái ông này. Mê hai màu luôn á. Nó mê hai cái màu đặc trưng luôn á. Rồi, có khuyết điểm gì không? Sợ dán lắm. Hả? Sợ dán. Sợ dán hả? Trời ơi, rồi về nhà lỡ bạn gái cũng sợ dán luôn rồi làm sao? Con dán xuất hiện trong nhà nè. À. Thì mình ra đường. Thì mình ra đường hả? Tôi nghi ông này lắm, mà để chút tôi hỏi tình duyên. Để nhà gái tôi kiểm tra. Nhà gái thì sao, ưu điểm khuyết điểm sao nè? Dạ, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Em tự tin là có thể chuẩn bị được bữa ăn tươm tất cho gia đình. Em nấu được nhiều món như là bò xào rau củ nè, canh chua, gà xé. Em tự nhận mình là một người siêng năng, chăm chỉ trong công việc và em thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ạ. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là em ít nói, rụt rè, sợ động vật, là nhất là em sợ con chó. Sợ động vật, là nhất là em sợ con chó. Có sợ con gián không? Dạ cũng sợ luôn. Trời ơi. Thôi được, hai đứa sẽ mua đồ xịt gián xuyên suốt luôn. Nhà trai, đường tình duyên sao nè?
Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Hai mối với đàn ông hay đàn bà? Dạ đàn bà. Phụ nữ chứ không phải đàn bà. Phụ nữ chứ không phải đàn bà. Phụ nữ. Chút xíu nói đàn ông mà. Chút xíu nó nói đàn ông rồi. Nó đàn cái nó giật mình lại liền luôn. Lâu lâu nhử nghe coi có bị hố cái gì không nha. Rồi quen anh đó mấy năm? Quen bạn nữ đó là mối tình đầu tiên đó là thời lúc đó còn đại học á. Chỉ là mình lợi dụng bằng đó thôi à. Thấy bọn đó mới chia tay. Bạn trai mình tới mình tiếp cận thôi à. Nó có làm cho người ta khổ không? Mới tiếp cận người à. Người ta mới chia tay, người ta đã buồn rồi. Mình tiếp cận mình đang ổn này kia, người ta vui lại. À là người ta vui lại. Rồi mình chia tay nữa. Đúng vậy. Rồi người ta buồn nữa. Thì đó em không biết đâu còn liên lạc đến đâu. Trời ơi trời. Mối tình thứ hai là mình mới chia tay đây cái được tháng rồi. Nhưng mà mối tình vừa rồi sao chia tay? Dạ hết duyên hết phận rồi chị. Quen mấy năm? Dạ 4 năm. Có làm ta khổ không? Không. Cho bạn đó tự thấy mình không mang lại hạnh phúc được cho em với lại em cũng không mang lại hạnh phúc được cho bạn nên hai đứa chia tay. Một mới còn tháng thôi. Dạ. Có khả năng quay lại không? Không. Quên chưa? Quên rồi mới lên đây chứ chị. Cái bụng lòng dạ rồi sạch sẽ chưa? Nếu mà gặp bạn kia đúng bạn kia là sẵn sàng đem hết cho bạn kia luôn. Được đúng không? Dạ, dạ. Rồi. Để tôi qua nhà gái tôi coi sao. Em chào anh Quyền Linh. Chào em gái, dễ thương. À, cái chàng trai bên kia thật ra ảnh rất là hài hước luôn. Dễ thương. Em có thích sự hài hước không? Dạ có, tại vì em người ít nói hướng nội á. Nên em cần một người hoạt bát vui vẻ để... bù lại cái khuyết điểm của em. Đường tình duyên mình sao? Em có hai mối tình ạ, nhưng chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Người đầu tiên thì em quen được 4 tháng. Anh ấy là người ăn chay trường. Và anh ấy cũng muốn bạn gái của mình cũng ăn chay theo. Với lại là hai bên gia đình cũng không ủng hộ mối quan hệ này. Nên hai đứa quyết định chia tay. Dạ, còn người thứ hai thì em quen được 2 tháng, nhắn tin qua lại được một thời gian, rồi một tuần cũng gặp nhau được một lần vào cuối tuần. Sau đó thì anh ấy lại chủ động chia tay em. Trời. Mà lý do gì? Anh có nói lý do gì không? Anh ấy nói là do quan điểm sống của anh với em không hợp nhau, nên thôi anh quyết định chia tay để em kiếm người phù hợp. Không thể được với người ông vậy. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương, nói chuyện dễ thương, nhỏ... nhẹ thế này. Nhỏ nhẹ luôn á. Nỡ lòng nào nói anh không hợp với em chia tay với người ta mới có 2 tháng thôi. Kỳ cục. Tôi sẽ gặp người đàn ông đó tôi hỏi tại sao vậy. Nhưng mà mình không việc gì mình phải làm đúng như rồi. Vậy. Chuyện cũ mình bỏ qua. Đúng rồi. Chuyện đó là của người ta. Đúng rồi. Bây giờ mình nói chuyện mình nè. Nói chuyện mình. Tương lai nè. Rồi. Hỏi con gái coi là. Giờ mình muốn có người yêu với tiêu chuẩn ra sao? Về ngoại hình đó là cao từ 1m6 trở lên. 1m6. Được. Có thân hình cân đối, không quá mập mà cũng không quá gầy. Rồi có gương mặt ưa nhìn. Làm cái mặt ưa nhìn, nhìn coi. Nó ưa nhìn mắt. Có ổng rồi. Có với lại có nụ cười tươi nữa. Tươi. Nó cười cái mắt cười liền. Cái điều gì không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông gia trưởng, cọc cằn, hút thuốc, nhậu nhẹt nhiều, có hình xăm. Có hút thuốc không? Có mà bỏ rồi, bỏ được luôn rồi. Bỏ lâu chưa? Bỏ cũng được tháng rồi. Bỏ 1 tháng là có khả năng tái đó. Không có, không trái khác không có. Hứa đi. Hứa. Rồi người ta không có thích hút thuốc đó. Dạ. Bây giờ mà hút lại cái mất bồ đáng chịu. Dạ. Có hình xăm không? Không. Thiệt không? Dạ, tại nhà giáo mà đâu có hình xăm đâu. Chân mày đâu có xăm không? Sao thấy đậm quá vậy? Chân mày gia truyền, di truyền như vậy. Rồi. Chân mày mà gia truyền, di truyền. Nghe. Bạn bên kia quế được nè, đúng với em. Bạn bên kia người quái được nè, đúng với em. Rồi gì nữa? Rồi chắc có nghĩ là tóc ngắn mà dễ hương. Ví dụ người ta tóc dài thòn rồi sao? Thì khi đó yêu rồi đãi, hết đãi gì đãi. Tóc dài sao này đâu cưới, đãi tóc dài búi lên cao nữa, đẹp nữa. Rồi cái gì nữa? Rồi thích gì nữa? Không đơn giản thôi được rồi. Vậy thôi hả? Ừ. Suy nghĩ rồi mình còn thích cái gì nữa? Thôi bây giờ không biết thì giờ nói cái gì mà mình không thích đi. Không, đây yêu rồi, yêu hết chứ vậy. Đây yêu rồi, yêu hết chứ vậy. Có hình xăm đâu thích luôn. Thích luôn chứ, khoái nữa chứ. Khoái nữa hả? Mình hồi nãy nói mình nhà giáo mà mình đâu có hình xăm được. Ủa vợ giờ. Mình mà, mình đâu có sống chung ba mẹ đâu, mình này thuyết phục được ba mẹ à. Rồi, xuất sắc. Rồi. Trời ơi. Mai em đi với ai? Dạ đi với em rể à. Em rể ha. Ông này nói chuyện không có lợi ổng. Em thấy nhà gái sao?
Em thấy là bạn này nói chuyện hơi gục rè nhưng mà có thể là rất hợp với lại anh của em. Anh em có quậy làng quậy sớm gì không? Dạ không, nói chung là ba mẹ giáo viên thì nói chung là anh cũng hiền. À hiền đúng dạ, không? Dạ. Mà hỏi thiệt là thích con trai hay thích con gái mà sao thích màu hồng quá vậy? Thích gái chị. Thiệt không? Thiệt, này là chắc chắn. Rồi, được, an tâm. Bảo đảm nha. Rồi ok. Chị gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi cùng với chị gái ạ. Em chào anh Cường Linh, chào chị Ngọc Lan và tất cả mọi người. Hằng ơi, chị nhận xét về bạn nam bên này nha. Chị thấy bạn này á là một người hài hước, miệng mồm là lanh lợi nha. Ngoài hình thì cũng là cao vừa tầm thôi, da hơi ngăm đen một xíu. Về cái công việc á, là chị thấy là cũng có một công việc ổn định là làm về ngành kho vận á. Để xem như là trình độ là cũng hơi tương tự bằng em. Mong là hai người là cho nhau cơ hội để tìm hiểu có thể để có thể tiến xa hơn ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Mở ra. Mở ra không ăn hiếp ta nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi cưng. Quà tặng em. Em có anh ạ. Đây là món ăn bánh lọc với em mới làm hôm nay ạ. Tặng anh ạ. À, đây là món quà nho nhỏ cho em lấy lại cái này xíu. Ừ. Có nghe chưa anh còn quà tặng em nữa. Còn gì á? Còn một mẹ áo hộp nữa anh. Hả? Một mẹ áo hộp nữa. Ảo thuật nữa hả? Dạ. Làm luôn. Em đẩy nó xuống đây. Em đưa tay ra đi. Thôi nha. Tay em hiện giờ không có gì đúng không? Nhìn kỹ nha. Anh hô ví giờ có đồ điện. Có già ảo thuật nữa hả? Không anh. Có giá trị vàng đó anh. Có âm đây. Có âm đây. Trời ơi. Biết cách quá ha. Trời ơi. Ảo thuật hay quá ha. Dễ thương quá à. Ai chỉ? Tự nghĩ ra chị. Tự nghĩ ra đó dạ. Hả? Hỏi thiệt là ai tự chị? Tự nghĩ ra. Trời ơi, dễ thương thiệt. Rồi buông ra chứ nắm hoài hả? Xong ảo thuật rồi. Hôm nay tới tham gia chương trình em có chuẩn bị một cái bài thơ để gửi tặng anh ạ. À. Em xin phép được đọc bài thơ ạ. À. Đứng sát sát vô nghe ta đọc. Trong đầm gì đẹp bằng sen, trong nhà ai đẹp ai xinh như nàng, huống trắng rạng rỡ khác người, nụ cười duyên thắm dạ người đáng yêu. Dòng Huế ấm áp tuyệt vời, có người tình cảm thật thà thủy chung, một lần được đến xứ người, thêm một lần nữa không đành rời xa. Em thấy anh là người như nào? Em thấy anh là người vui vẻ, hoạt bát, cũng lãng mạn á. À, lúc nãy em có nghe về tình trường của anh á, em thấy anh mối tình thứ hai anh mới chia tay cách đây có một tháng thôi mà anh đã vội quên người đó rồi tham gia đăng ký chương trình á. Cái đó không phải đào bỏ ra, cái đó là mang lại hạnh phúc cho chính mình và mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu mà anh với em có cơ hội để tiến xa hơn á thì ví dụ như hẹn hò thì một tuần anh có thể dành thời gian bao nhiêu buổi để gặp em được? Every day. Every day. Khi nào em cần bất cứ lúc nào. Nói tiếng Anh rồi nữa. Bước tới nắm tay bạn gái coi. Giờ nắm thiệt nè. Nắm hai tay bạn gái. Em cho được nắm tay nha. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái đó. Bây giờ hỏi nè, bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn được? Em nghĩ như nào về chuyện này? Em thì mong muốn kết hôn trước 30 tuổi. Nếu mà em cảm thấy là anh với em phù hợp với nhau á thì có thể tiến đến hôn nhân sớm. Ok, anh cũng nghĩ giống như em. Rồi, nói với nhau nghe về hôn nhân, quan điểm như thế nào nếu như tụi em tính là 1-2 năm nữa kết hôn? Anh đã có chuẩn bị gì về hôn nhân chưa? Có, anh dự tính là ở riêng rồi, tại nhà là có ba mẹ với có anh hai rồi. Nhưng mà bạn gái muốn về quê bạn gái thì em rất sẵn sàng. Còn nếu muốn hai đứa lập nghiệp Sài Gòn anh cũng sẵn sàng luôn. Không biết còn công việc của anh có ổn định ở đây chưa? Anh làm ở công ty này tốt quá vậy, chuyện đây cũng hơn 5 năm rồi. Rất là ổn định rồi. Rồi thôi về ghế ngồi đi nào. Rồi mời hai bạn về vị trí.
để tay vào nút bấm nào. Nếu thích, bấm ngay cái nút đó. Nếu không thích, không cần bấm. Nhường nút bấm đó cho người khác. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Chúc mừng. À, bây giờ mới ảo thuật nè. Ảo thuật không vào nữa bạn. Ủa nữa hả? Này quê em Hoàng Giang này em xin cho chú bà bảo vệ em bình an à. Bảo vệ bao lâu rồi? Dạ tới nay cũng được hơn 5 năm rồi. Em muốn tặng cho bạn gái hả? Dạ. Để làm gì? Để cho bà ấy luôn được bình an, vui vẻ. Hay quá. Cái sợi dây này nếu mà thỉnh ở núi, ở dưới chùa núi Bà đó, chùa Bà thì rất là quý luôn á. Nó luôn luôn đem đến bình an cho nhiều người. Và hôm nay bạn trai trao cái điều bình an đó cho bạn gái. Cái này vậy. Tiêu cái giá trị gì nhưng mà nó anh hỉnh được. Đúng rồi, quá đẹp. Chàng trai có thể nói rất nhiều. Và trong khoảng thời gian rất ngắn này thì cũng không có thể nào mà chứng minh được rằng là những điều bạn ấy nói có làm được hay không. Tuy nhiên cái hành động này, món quà này đó là điều đầu tiên mà bạn ấy có thể thực hiện được trong suốt những cái điều mà bạn ấy vừa mới hứa xong. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, em cũng hy vọng như vậy. Một nụ hôn. Nụ hôn là khi nào hai đứa cảm thấy sẵn sàng rồi tìm hiểu kỹ thì mới nên hôn nhau ạ. Hôn tay thì được. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, hai đứa xuống kia nói chuyện đi nào. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò rồi. Bây giờ xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi tiếp theo. Em vui vẻ, hòa đồng, với lại em chịu khó, cái gì em cũng làm được hết á. Rồi còn khuyết điểm? Nhõng nhẽo dữ lắm. Nhõng nhẽo dữ lắm. Mỗi lần nhõng nhẽo làm sao? Không chịu đâu. Không chịu đâu. Bên đây người ta nhõng nhẽo lắm đó nha nhà trai. Nếu mà thương thì sao em chịu cũng được hết. Nếu mà thương thì sao em chịu cũng được hết. Muốn có một người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản lắm. Em chỉ cần bạn gái là hiền là được. Có cái gì mà không thích ở phụ nữ không? Sợ như không giữ. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái ngồi. Rồi, bây giờ mời em trai giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn gái bên kia nha. Dạ. Mình là Võ Văn Công. Mình sinh năm 1989. Mình đến từ Kiên Giang, hiện tại đang sống và làm việc tại quận Bình Tân. Công làm gì Công? Dạ em có xe hơi, em chạy xe dịch vụ. À dịch vụ á hả? Dạ. Là em lái luôn? Dạ em lái luôn. À, thành phố Hồ Chí Minh em ở với ai? Em hiện tại đang ở với mẹ với lại em trai em. Mời nhà gái. Nhà gái. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được chào chú Quyền Linh. Xin chào. Chào bạn Nam. Chào MC Ngọc Lan. Chào toàn thể khán giả trường quay. Em tên là Vương Kim Thi. Em sinh năm 1993. Quê gốc qua là Hóc Môn. Em hiện tại làm giáo viên mầm non tại quận 8. Đó là nghề tay phải, còn nghề tay trái của em là em cũng có kinh doanh thêm một số loại hải sản, bán online và bán cho khách ở một số quán. Bạn kia bên Thi, bạn là tên Công, gặp nhau là Thi Công. Thầy Công, ưu điểm của em là gì? Em thì hiền, thật thà. Hiền, thật thà, gì nữa Công? Em không hút thuốc, không uống rượu. Rồi có khuyết điểm gì không? Em thì hơi tự ti thôi. À đâu có gì tự ti đâu em, à vừa có xe hơi nè, vừa chạy dịch vụ nè,
cũng đẹp trai nè, rồi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nè, nói chung là có gì đâu tự ti. Đôi khi tại mình ít tiếp xúc thôi, chứ mình tiếp xúc em đi với anh chừng tháng thôi làm hết nhút nhát luôn, đừng có tự ti nha, mình là trụ cột trong gia đình mà. Còn nhà gái thì ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Em vui vẻ, hòa đồng, với lại em chịu khó, cái gì em cũng làm được hết á. Cái gì em muốn là em sẽ làm được. Ví dụ như là rửa máy lạnh đi, em muốn là sẽ sờ trên mạng á, xem là em tự làm được luôn. Trời ơi, sửa thì được nhưng mà có chạy được không có quan trọng thôi. Dạ được, muốn được là được hết. Muốn được là được ha. Dạ. À, cũng bản lĩnh á. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm là nhõng nhẽo dữ lắm. Nhõng nhẽo dữ lắm. Với lại nóng tính. Mỗi lần nhõng nhẽo làm sao? Không chịu đâu. Không chịu đâu. Kèm thêm một cái dậm chân dậm gẳng nữa. Dạ. Bên đây ta nhõng nhẽo lắm đó nha nhà trai. Nhõng nhẽo thích ông Công. Nếu mà thương thì sao em chịu cũng được hết. Nếu mà thương thì sao em chịu cũng được hết. Miễn thương là được ha. Ngon dạ. Lành rồi. Đường tình duyên của Công sao nè? Em thì trước có gian dở một mối tình hồi em đang học đại học. Mấy năm mà gian dở? Quen nhau được 3-4 năm gì đó. Hồi đó thì nói chung nhà cũng nghèo, bởi vì nó nhiều cái hoàn cảnh đó anh. Rồi cái hai người không hợp nhau rồi chia tay. Chia tay vì nghèo hay chia tay vì không hợp? Thì nói chung là cự cãi nhau nhiều quá, rồi cái thành ra cái không có... À, cự cãi nhau. Cái mối tình đầu thì em có, hồi thời đại học thì em có sống chung, có một bé gái. Có một bé gái. Có đăng ký kết hôn gì không hay sống thử thôi? Chỉ sống thử thôi anh. Sống thử có đứa con? Dạ đúng rồi. Con lớn không? Con em năm nay 14 tuổi. 14 tuổi. Đúng rồi, quen nhau từ thời sinh viên mà. Sinh viên, hồi đó sinh rồi viên. Rồi bé ở với ai? Bé thì đang ở với em. Nói chung hồi xưa thì có cái là hai người không hợp nhau, có con rồi nhưng mà không hợp, rồi cái hai bên gia đình cũng không có thích nhau nữa. Thế thành ra em đi làm ăn xa, ba em đưa em ra ngoài Đà Nẵng á. Em ở ngoài ngoại mấy năm luôn, rồi cái hai người xa nhau rồi chia tay luôn. Sao có con rồi mà không đăng ký kết hôn? Hồi xưa thì sinh viên thì nói chung cũng bồng bột, rồi gặp nhau rồi yêu nhau cũng dội vàng nữa. Coi như lúc đó là các bạn cũng không có kiến thức gì về gia đình cả. Không có kinh nghiệm, rồi mình cũng không hiểu biết gì nhiều nữa. Rồi cô đó giờ sao, có gia đình chưa? Có gia đình rồi anh. Đình rồi hả? Dạ. Rồi có liên lạc với con cái này kia không? Khoảng 10 năm nay rồi không có liên lạc. Rồi. Hỏi là phải hỏi cho rõ. Đúng để rồi. Cho nhà gái biết. Để nhà gái người ta hiểu như thế nào ha. Rồi, nhà trai là như vậy đó. Còn nhà gái mình thì sao nè, tình trường sao? Dạ là em kết hôn năm 2014. Năm 2016 thì em có em bé. Bé nhiêu tuổi em? Dạ em bé em giờ 8 tuổi. Trai hay gái? Dạ gái. Em ly hôn được 1 năm. Ly hôn 1 năm rồi. Mình có biết lý do tại sao mà mình chia tay không? Em thì thường em nhường nhịn lắm, em cũng chịu đựng lắm. Nhưng mà tới lúc mà em không chịu đựng được nữa thì em quyết định em ra đi. Thường những cái người phụ nữ mà họ biết làm hết tất cả mọi việc á, làm luôn cả việc của đàn ông á, họ không có nói nhiều. Rồi khi mà họ đã quyết định rồi là không ai cản được. Nói chung là hai bạn cũng đổ vỡ một lần rồi, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đúng để rồi. Chúng ta đến với một cái câu chuyện tình yêu cũng như là đời sống vợ chồng nó tốt hơn. Đó là những chuyện của quá khứ. Còn bây giờ chúng ta nói về chuyện tương lai đi. Cô giáo có mong muốn yêu một người như thế nào? Dạ, coi trọng gia đình. Người đó phải coi trọng gia đình, tin tưởng vợ. Nãy thấy bạn nam cũng không có mấy cái tánh xấu như là hút thuốc, uống rượu này kia. Cái đó không phải tánh xấu mà đó là thói quen xấu. Dạ. Với lại là phải có một cái ý chí cho tương lai, phải biết ngày mai như thế nào, chứ không có được là làm đồng nào xào đồng đó. Rồi sống hôm nay thì biết hôm nay thôi, ngày mai thì kệ ngày mai. Với lại phải thực tế, đừng bao giờ nói với người phụ nữ là trời tiền bạc nó có gì quan trọng. Nhưng mà không có tiền thì mình đâu được làm được cái gì quan trọng hay là lớn lao đâu. Đừng có vẽ cho cái người bạn nữ mình là sống với một túp liều thuê và hai trái tim chì. Túp liều thuê và hai trái tim chì. Yêu cầu của nó mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ được hết anh. Được hết luôn hả? Dạ. Ngon lành. Rồi thế thì nhà trai thì sao? Mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản lắm, em chỉ cần bạn gái là hiền là được, hiền thật thà là được. Có cái gì mà không thích ở phụ nữ không? Sợ nhất hung dữ. Hung dữ. Nãy giờ em nghe cái giọng bên kia em thấy hung dữ không? Em cũng chưa biết nữa anh. Chắc cô giáo mầm non thì sao mà giữ nổi. Cô giáo thì chắc không giữ đâu. Cũng có giữ lắm á, mà giữ con á. Giữ nguyên nhóm nhỏ mà, đúng không? Để anh qua coi hiền giữ sao nha. Mời.
Trời, chú Linh. Trời ơi, sắc mặt nó chút xíu rồi trời. Cô giáo mầm non có chút xíu à, chín mấy? Dạ, 93. 93 hả? Dạ. Thật ra cũng còn trẻ đó hả? Dạ. Nhưng mà vào đời sớm rồi, giờ có con 8 tuổi rồi hả? Dạ. Rồi mình đi dạy vậy rồi ai ở nhà nuôi con? Dạ, em bé cũng đi học. À, đi học luôn. Sáng thì chở hay đi học, rồi tí chiều rước về. Rồi nhà có ai phụ không? Dạ không, hai mẹ con ở với nhau vậy á. Hai mẹ con vậy thôi đó hả? Dạ. Cực lắm. Rồi chiều chở bé đi học thêm xong rồi em về thì giống như khách đặt hàng á, thì bắt đầu mình cứ giao thôi. Bỏ sỉ lẻ luôn hả? Dạ. Ship từ đâu tới đâu? Dạ toàn quốc. Dạ toàn quốc. Toàn quốc luôn hả? Họ giới thiệu bà con luôn ha, ủng hộ luôn. Vậy là chúng ta đã thấy cái cuộc sống của một người mẹ đơn thân nó cực như lắm. Thế nào? Thì nhà trai cũng phải cần hiểu hơn để yêu thương và bù đắp những cái tổn thương của những bà mẹ đơn thân. Được không Công? Dạ được anh. Được hả Công ha? Dạ. Mình gặp nhau là mình thi Công liền nha. Yêu cầu của cô giáo sao nè? Mẫu hình lý tưởng. Con gái nào cũng thích con trai đẹp hết á. Con gái nào cũng thích con trai đẹp hết á. Thích trai đẹp? Dạ. Chưa chắc. Với lại là bạn trai ít ghen thôi. Ít ghen hả? Dạ. Bạn trai trước ghen hả? Dạ ghen. Vậy có ghen không Công? Hình như là hình như có, có chút chút. Ông thấy hình như là biết có rồi. Ghen dữ không? Không, không dữ. Không, ghen không? Sao mỗi lần ghen thì mình thể hiện sao? Nói để cho bên kia người ta biết luôn. Em thì chỉ có đừng có quậy quạng đi chơi bời đồ thôi, chứ còn bình thường thì ok hết. Con đi với ai? À, em đi với mẹ em. À, có mẹ ở đây. Dạ. Rồi chào nhà trai. Chào cô. Tôi là mẹ của Công. Xin chào Quyền Linh. Dạ. Chào Ngọc Lan. Hôm nay vui là được dự chương trình hẹn hò này. Thấy cô gái này cũng dễ thương. Thì chương trình đã tạo điều kiện thì hai con cứ tìm hiểu. Nếu có duyên nợ thì tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Rồi, cưới liền được không cô? Được. Được luôn hả? Được. Dạ, cảm ơn cô. Ngon lành. Rồi, cô gái của chúng ta đi với ai ạ? À? Dạ, đi với em trai. Rồi. Em ruột hả Thi? Dạ không, em công tác đoàn chung phường. À. Rồi, chào nhà gái ạ. À. Chào cô Ngọc Loan là chú Quyền Linh. Sao con? À? Dạ, thấy bên nhà trai cũng đẹp trai. Đẹp trai đó, được rồi đó. Con chơi Thi thấy hai người thấy hợp không? Dạ, cũng hợp. Cũng hợp hả? Đoàn sao nó hiền dữ trời. Công tác này chắc ngồi giấy tờ thôi chứ không có ra mặt trận. Công tác đoàn là năng động năng nổ lắm ha. Rồi cảm ơn nhà gái. Thôi bây giờ cho hai bạn gặp mặt thôi. Mở nào. Bắt đầu nha Công. Gặp là Thi Công á. Mời em. Tấn công đi Công. Chào em. Em chào anh. Anh cũng quà tặng em. Em cũng có quà tặng. Cảm ơn em. Mở ra đi. Son môi. Son môi. Dạ. Tại anh thích mấy người có môi đẹp. Bởi vì anh muốn tặng em son môi để cho em đẹp hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ. Thích môi đẹp làm gì không? Để hôn anh. Em gửi tặng chị Ngọc Lan. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em gửi tặng có quà. Chú Quỳnh Linh số nào có quà ăn con hả? Gì vậy? Dạ cua. Cua hả? Trời ơi ngon. Chút về chú kiếm muối chiêu chanh nữa ngon. Cảm ơn con. Dạ. Rồi mời hai bạn là mai có cua hướng ăn mắt về nhau chưa? Và chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện nào. Lần đầu tiên gặp nhau đó, hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Chào em. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh đẹp trai. Dạ em thấy anh đẹp trai. Cảm ơn em. Rồi sao nữa? Cũng thích thích. Thích thích hả? Anh hỏi em câu khác đi. Em muốn người bạn của mình là có tính tình như thế nào? Dạ hiền chút để em dễ ăn hiếp. Hiền chút để em dễ ăn hiếp. À, em thích ăn hiếp người ta lắm hả? Không, không. Trả lời đúng liền, Em ăn hiếp cái người em thích thôi. À vậy. Dạ. Vậy mai mốt anh cho em ăn hiếp anh. Em nếu như mà quen nhau thì sau này em có dự định gì cho cuộc sống không? Em nghĩ về đầu tiên là em sanh em bé, tại em 31 tuổi rồi em sợ sanh con sau 35 tuổi nó không thông minh. Dạ. Công việc thì em sẽ phát triển theo hướng của em, vừa làm cô giáo thì vừa là buôn bán.
Em hỏi xin thích xin trai hay gái nữa? Em thích xin trai hay gái? Em thích con trai. À, con trai. Kết hôn thì em sống ở đâu? Em muốn sống ở đâu? Ở đâu anh lo cho em được? Ở đâu anh lo cho em được? À, ở đâu cũng được hết à? Dạ. Miễn anh lo là em ở đúng không? Dạ. Quá dễ thương luôn. Bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên cho nhau nghe đi nào. Em có ngại khi mà anh có con không? Dạ không, tại em cũng có mà. Nếu như mà sống chung thì em có thích sống với con của anh không? Nếu mà anh có đủ khả năng để lo được cho con anh, con em và con chúng ta thì cái chuyện mà ở chung thì em không có gì để ngại hết. Theo em lo là lo như thế nào? Thì bây giờ nó cũng có nhiều cái để lo mà. Một đứa nhỏ bây giờ nó sẽ có học hành, ăn uống, quần áo các kiểu. Rồi cùng em chăm lo, cùng em dạy con. Chứ em thì cũng tìm một người lo được cho em. Nếu mà em phải lo ngược lại thì em cũng không tìm. Em cũng không tìm. Anh kinh tế bình thường thôi. Nhưng mà sống cuộc sống thì chắc là ok, ổn, không sao. Rồi bây giờ chúng ta bàn tới chuyện hẹn hò đi. Hai bạn sẽ tính là hẹn hò nhau như thế nào? Buổi gặp gỡ đầu tiên sẽ là ở đâu? Chàng trai hỏi xem cô gái thích ở đâu. Em thích mình hẹn hò ở đâu? Hẹn hò ở đâu cũng được. Nhưng mà em thích người bạn trai của mình nó phải có cái sự đầu tư cho cái mối quan hệ của mình. Đừng có kiểu là chút đi uống cà phê nha, chút đi uống nước nha. Kiểu giống như là coi mình như hai thằng trai á. Đi hôn các kiểu vậy em không thích. Mà là anh đặt vé ở chỗ đó đó, em đi với anh được không? Tức là phải luôn có cái sự chuẩn bị và sắp xếp trước cho cái buổi hẹn. Dạ. Được không chàng trai? Được. Giống tính em cũng vậy. Hỏi thời điểm kết hôn em trai. Nếu mà quen nhau được đó, thì em định là bao lâu mình sẽ kết hôn? Chừng nào anh muốn cưới thì em ừ. Chừng nào anh muốn cưới thì em ừ. Rồi bây giờ Công bước tới nắm tay Thi đi. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Công nhìn Thi hát gì đó. Thôi anh xin hát một đoạn nha. Dạ. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em. Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên. Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình. Đánh thức vội chi hỡi em. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em. Để vòng tay anh che chở em bình yên. Hát thổ quá. Cô giáo hát lại đi nào. Con mê trai hát hay quá à, cái tự nhiên con quýu. Kệ rồi, cô giáo mầm non mà hát đủ thứ bài hết mà. Dạ em cũng xin hát một đoạn trong bài Chiều Đồng Quê. Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau góp công. Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo. Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng biển đông. Thương mến thêm mặn nồng, chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Dễ thương quá. Trời rồi đó. Bây giờ hai bạn nhìn nhau nè. Cảm nhận về nhau rất là rõ đó. Hai bạn có thể nói với nhau nghe về cảm nhận của mình với đối phương như thế nào? Theo anh nghĩ thì nếu như mà em có mến anh thì cho anh một cơ hội mình làm quen với nhau. Rồi nếu được thì mình sẽ kết hôn. Dạ. Hồi nãy em tặng con cua á. Cái ý của nó là cua em nha. Cua em nha. Trời ơi dễ thương. Rồi. Quá trời lém lĩnh rồi. Được rồi, trở về ghế đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định suy nghĩ xem đây có phải một nửa mảnh ghép của mình hay không. Kiểm tra con tim của mình. Bấm thật lòng. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm, có bấm. Chính thức chúng ta đã có cua nhau. Chính thức hẹn hò với nhau rồi. Ở trên đây các bạn đang nói gì, tất cả mọi thứ đều ghi vào lịch sử tình yêu các bạn. Và cứ thế mà làm thôi, thực hiện đúng những gì mình nói, tìm hiểu nhau cho kỹ để chúng ta không có như những cái mối tình đầu gian dở nữa nha. Một nụ hôn đầu tiên. Anh hôn em nha.
Đó, được rồi. Chúc hai bạn thật là hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, chúc mừng hai bạn. Mời cảm hai ơn bạn chương trình. Cảm ơn cô nha, Thi nha. Dạ. Thi công. Như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi bấm nút hẹn hò. Chúc mừng. Còn bây giờ thì thời gian phát sóng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.